Xin chào các bạn. Tiếp theo bài hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Excel. Giả sử bây giờ mình có một danh sách, mình muốn chuyển toàn bộ những họ tên này thành chữ hoa. Các bạn sử dụng làm sau. Upper các bạn thấy kết quả toàn bộ đã được chuyển thành chữ hoa. Bây giờ mình muốn chuyển chữ cái đầu tiên của mỗi từ thành chữ hoa, các bạn sử dụng hàm global. Các bạn thấy kết quả chữ cái đầu tiên của mỗi từ đã được chuyển thành chữ hoa. Giả sử mình muốn chuyển toàn bộ chữ hoa thành chữ thường thì các bạn sử dụng hàm lower. Đây chữ viết hoa chuyển thành chữ thường. Các bạn đã thấy kết quả đã chuyển thành chữ thường. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tách họ, tên đệm và tên thành ba từ riêng biệt. Để làm việc này, các bạn bô đen vùng chọn, sau đó vào thẻ data chọn text to column, các bạn giữ nguyên chọn delimit này ha, sau đó chọn next. Không được rồi, tại do cái dữ liệu các bạn chọn này lúc đấy nó là hàm, cho nên ở đây nó hiển thị là hàm. Rồi mình chọn lại ha, can đi, các bạn copy, dán giá trị tuyệt đối. Rồi các bạn bôi đen vùng chọn, các bạn vào data text to column chọn next. Ở đây các bạn để ý mỗi một dòng này lưu họ tên Nguyễn Văn Hạnh cách nhau bằng dấu phẩy, bằng dấu cách, cách nhau bằng dấu cách, thì các bạn sẽ chọn tương ứng của cột bên này. Ví dụ đây là dấu tab này, đây là dấu chấm phẩy, dấu phẩy, dấu cách, đây ký tự khác. Ví dụ như cái dòng bên này các từ cách nhau bằng dấu nào thì các bạn sẽ tích tương ứng ở đây. Ví dụ cách nhau bằng dấu phẩy thì các bạn sẽ chọn dấu phẩy, cách nhau bằng ký tự đặc ký tự khác thì các bạn gõ ký tự đó vào đây. Nhưng trong trường hợp này thì các từ được cách nhau bằng dấu cách, cho nên mình chọn dấu cách là space. Khi các bạn chọn đúng thì các bạn nhìn kết quả ở đây nó sẽ tách cho chúng ta luôn. Giả sử mình chọn sai, mình chọn dấu phẩy chẳng hạn, thì các bạn thấy kết quả nó vẫn y nguyên phải không ạ? Rồi mình chọn dấu cách, các bạn chọn next, finish. Rồi các bạn thấy nó tách ra cho chúng ta thành các từ đúng không ạ? Mình giả sử mình có cách nhau bằng dấu phẩy đi, Nguyễn Văn Trịnh Văn Năng. Các bạn chọn text, like, và đánh dấu, mình đánh dấu chấm, mình đánh dấu chấm thì nó không đúng nữa, nó không hiểu, cái kết quả vẫn y chang. Các bạn chọn dấu phải, rồi like, finish.
Rồi chúng ta đã được kết quả. Cũng tương tự chức năng đó. Giả sử mình có một bảng dữ liệu đánh ngày tháng năm sinh đi, ví dụ 19 sinh ngày 19 này. Tháng 2 1981. 17 tháng 1 2007. Sinh ngày 16 tháng 5. 16 tháng 5 1988. 17 tháng 1 2007. Bây giờ mình muốn chuyển dữ liệu này thành định dạng ngày tháng năm giống như thế này, 19 tháng 2 1981. Bây giờ thử các bạn có một dữ liệu rất là dài. Giờ các bạn bây giờ các bạn muốn chuyển toàn bộ định dạng này theo định dạng ngày tháng năm giống như này. Các bạn cùng bô đen cùng chọn. Các bạn chọn vào thẻ data này, text text to column. Chọn select. Select. Ở đây các bạn chọn chọn data ha. Data đây là date, month, year, ngày, tháng, năm. Rồi các bạn nhấn click. Đó, cho chúng ta ra kết quả. Okay, xin hết. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký và subscribe để nhận được những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.